Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ. Sáng 4 tháng 7, Công an huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa tham gia giải cứu một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng lũ. Trước đó, chiều 3 tháng 7, huyện Tây Giang xảy ra mưa lớn, lũ quét từ thượng nguồn đột ngột đổ về, khiến nước sông A Vương dâng cao. Lúc này, ông DCP, 34 tuổi, quê huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, làm việc tại huyện Tây Giang, đang di chuyển qua sông thì bị kẹt lại tại một gò đất giữa dòng lũ. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo công an huyện Tây Giang huy động cán bộ chiến sĩ và công an xã A Tiên đến hiện trường phối hợp với các lực lượng triển khai biện pháp ứng cứu. Khi lực lượng chức năng đứng bên bờ triển khai công tác ứng cứu, ông P nhảy từ gò đất xuống dòng lũ, bơi vào bờ và được lực lượng chức năng tiếp ứng. Sau đó, ông P được lực lượng chức năng dùng máy xúc đưa qua sông an toàn. Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Lai Châu. Chiều 11 tháng 6, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Lò Cá Nu, 44 tuổi, dân tộc La Hủ, bị lũ cuốn mất tích sau một ngày tìm kiếm. Thi thể chị Nu được tìm thấy khoảng 9 giờ sáng ngày 11 tháng 6 ở phía hạ nguồn, cách vị trí gặp nạn vài trăm mét. Lãnh đạo xã Pa Vệ Sủ cho biết thêm, sau khi làm các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Trước đó, sáng 10 tháng 6, ba người dân ở bản Sa Phìn, xã Pa Vệ Sủ, dắt xe máy đi qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng, sau đó bị lũ cuốn. Hai người trong vụ việc thoát nạn khi bám được vào dây rừng ven suối, người còn lại mất tích là chị Nu. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã huy động hàng chục người tổ chức tìm kiếm. Xe máy của nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 20 mét. Với việc tìm thấy nạn nhân Lò Cá Nu, thiệt hại về người do đợt mưa lớn ở miền Bắc đã nâng lên 5 người, 4 người còn lại ở Lào Cai, 3 người, Sơn La, 1 người. Chiến sĩ cảnh sát giao thông giải cứu cô gái giữa dòng nước lũ. Ngày 10 tháng 6, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh chiến sĩ cảnh sát giao thông lao xuống dòng nước lũ giải cứu cô gái đang chới với trôi theo dòng nước. Theo tìm hiểu, chiến sĩ cảnh sát giao thông trong vụ việc là Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thông tin về sự việc, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, chiều 10 tháng 6 trong quá trình ứng trực hỗ trợ người dân và du khách mắc kẹt, Thượng úy Tường phát hiện 3 người đang băng qua dòng nước lũ và bị cuốn về phía hạ nguồn. Anh Tường lao xuống dòng nước lũ đưa được cô gái lên bờ, an toàn. Hai người còn lại sau đó trôi vào bờ. Cũng liên quan đến hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông trong đợt mưa lớn tại Hà Giang, theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong ngày 10 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang đã đưa khoảng 1.000 du khách bị mắc kẹt do mưa lũ tại khu vực huyện Mèo Vạc về nơi trú ẩn an toàn. Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mèo Vạc đã túc trực 100% quân số để tham gia hướng dẫn giao thông cho các phương tiện đi tuyến đường xuống sông Nho Quế vào 3 xã biên giới. Trong đợt mưa lớn tại miền Bắc, lần này, chưa kể thiệt hại về tài sản thì đã có 3 người chết tại tỉnh Hà Giang, 1 người tử vong tại Sơn La, các nạn nhân tử vong do bị lũ cuốn đất đá sạt lở. 3 người chết do mưa lũ ở Hà Giang. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang đã có 3 người chết do mưa lũ kéo dài trong những ngày qua. Tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an sáng 10 tháng 6 cho biết, đêm qua và rạng sáng nay 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập úng nhiều nơi, gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Thống kê đến 9 giờ ngày 10 tháng 6, tỉnh Hà Giang đã ghi nhận 3 người chết do mưa lũ. Trong đó, 2 người chết do bị nước cuốn trôi ở Hoàng Su Phi, 1 người chết do bị sạt lở đất ở huyện Quảng Bạ. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê, nhưng ước tính sơ bộ khoảng 9,5 tỷ đồng. Từ hôm qua đến sáng nay, lực lượng công an đã huy động cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị, phương tiện phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Các đơn vị đã phá dỡ nóc nhà, cứu hộ thành công 4 người bị mắc kẹt trong nhà do mưa lớn bị ngập lụt tại thành phố Hà Giang. Trước đó, như PLO đã đưa tin, thành phố Hà Giang
đã ghi nhận nhiều điểm ngập nặng sau 3 ngày mưa liên tiếp, lượng mưa từ 80 đến 110mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, 10 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 9 tháng 6 đến 2 giờ ngày 10 tháng 6 tại Lao Chải, Hà Giang là 144.4mm. Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn hoành hành ở miền Bắc gây sạt lở, ngập lụt khắp nơi. Những ngày qua, đợt mưa lớn bao trùm miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở, ngập lụt ở nhiều tỉnh thành như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định. Ngày 9 tháng 6, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, Nam Định, có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất. Cụ thể, tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tại các địa phương như các huyện Hải Hà, Đầm Hà, thành phố Uông Bí gây ngập cục bộ. Bên cạnh đó, nước sông suối dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Do mưa lớn gây ngập sâu, chính quyền phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí đã cử lực lượng tới di rời một số hộ dân tại khu 2, 3 và 4 của phường vì nằm trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu các ngành điện cắt điện tạm thời tại một số khu vực ngập cục bộ để bảo đảm an toàn cho người dân. Tại thành phố Hải Phòng, do ảnh hưởng mưa lớn, nhiều khu dân cư bị ngập lụt, nhiều tuyến đường ngập sâu tới gần 40cm như Lê Lợi, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng, Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Đại Hành, Hạ Lý, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng, Trung Lực. Tình trạng mưa ngập cũng diễn ra tại Nam Định. Nhiều tuyến phố của thành phố Nam Định ngập sâu khiến ô tô chết máy. Cũng trong ngày 9 tháng 6, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc phải hứng lượng mưa lớn. Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 9 tháng 6 có nơi trên 60mm như Suối Bau, Sơn La 109,2mm, Hồng Ca, Yên Bái 97,2mm. Tại Hà Giang, lượng mưa đo được từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 9 tháng 6 ở xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, Hà Giang lên tới gần 120mm. Do mưa lũ, tuyến đường xuống sông Nho Quế, huyện Mèo Vạc, Hà Giang bị sạt lở, nhiều người dân và du khách mắc kẹt, không thể di chuyển. Tuyến đường Thuận Hòa, Thái An, đường Mèo Vạc, Đồng Văn cũng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở. Một lượng lớn đất đá tràn xuống đường lớn tuyến huyện Mèo Vạc, huyện Đồng Văn và nước dâng ngập gần 1 mét nên các phương tiện không thể đi qua các đoạn đường này. Để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, người dân nếu ở một trong 4 khu vực có nguy cơ dưới đây thì cần sẵn sàng các phương án thoát nạn khi có mưa lớn. Nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất được thông báo bởi chính quyền địa phương. Gần sườn núi, nền đất nghiêng, khu vực gần mạch nước ngầm hoặc gần sông suối, những nơi đã từng xảy ra sạt lở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10 tháng 6 vào buổi sáng, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hiện tại Bắc Bộ đã vào mùa mưa hơn một tháng. Riêng trong tháng 5 đã có 9 ngày mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cao hơn mọi năm từ 30 đến 60%, có nơi còn cao gấp đôi. Tại Lào Cai hay thủ đô Hà Nội, tổng lượng mưa lên tới 353 đến 420 mm, gấp đôi so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do El Nino suy yếu nhanh, hiện tượng ENSO chuyển sang pha trung tính. Pha này còn duy trì trong tháng 6 với xác suất 80 đến 85%. Dự báo trong giai đoạn cao điểm mùa mưa
khoảng tháng 7-8 năm nay cũng sẽ là thời kỳ Enso chuyển tiếp sang pha La Nina với xác suất 65-75%. Như vậy, nếu khả năng mùa mưa năm nay ở miền Bắc sẽ nhiều hơn hẳn mọi năm. Cuối mùa mưa, vào khoảng tháng 9-10, tổng lượng mưa cũng sẽ cao hơn 10-30% so với mọi năm. Các chuyên gia đánh giá năm nay hiện tượng Enso có sự chuyển pha khá tương đồng với năm mưa lũ lịch sử 2020. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!